Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo một khối không khí lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta. Tuy nhiên với hướng Bắc Nam nên thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ hầu như không có sự thay đổi. Với Lào Cai, đêm nay và ngày mai, các địa phương trong tỉnh vẫn duy trì trạng thái ít mây, không mưa. Đêm về sáng sớm nhiệt độ sẽ giảm xuống, còn từ 20 đến 22 độ, vùng núi cao có thể xuống dưới ngưỡng 14 đến 16 độ. Trời vẫn sẽ có nắng, nhưng do nằm trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ không tăng quá cao, duy trì ở mức từ 28 đến 31 độ C. Thời tiết hai ngày cuối tuần khá phù hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời hay các chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng với người thân và gia đình. Tuy nhiên, do độ ẩm giảm thấp, trời hanh khô cộng với chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nên người dân cần chú ý ăn uống đủ chất, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, giữ ấm cho cơ thể khi đi ra ngoài vào đêm và sáng sớm để đảm bảo sức khỏe. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ.